Hai, em xin chào chú bác anh em quay lại kênh đường bảy của em ha. Thì em xin cảm ơn chú bác anh em đã ủng hộ sản phẩm trong thời gian qua ha. Rồi cảm ơn những em mới đăng ký kênh, bấm like và chia sẻ kênh giúp em ha. Thì thông tin cơ bản về shop em cũng như đây anh em ha, y cũ anh em ha. Em cũng có ghi trên phần tiêu đề anh em. Đó. Thì hàng em là hàng cũ đã qua sử dụng cho nên anh em cố gắng xem và nghe thật kỹ trước khi chốt giùm em ha. Thì hôm nay thì em lên đồ nước cho anh em để sửa nhà, cắt nhà trong tháng 2, tháng 3 này là tháng nắng nè. Nói chung người ta anh em cắt nhà sửa nhà nhiều lắm ha, thì hôm nay em lên đích đồ nước giới thiệu phục vụ anh em ha. Rồi em vào chi tiết luôn nha anh em. Thì em cũng còn lập xưởng, có lập xưởng nha anh em. Đây nhà em làm nha, lập xưởng là nhà làm thịt nhiều lắm nha anh em. Đó, không phẩm màu nha, thịt nhiều nha anh em, nạc nhiều nha. Thì mỗi một dĩ như này anh em là 80k 500g anh em ha. Đó, hai cái gì là 160 anh em ha. Rồi nói chung thì mời cả nhà dùng ha. Nói chung em đảm bảo chất lượng nha anh em, ngon đàng hoàng nha anh em. Rồi 80k 500g nha anh em, 80k 500g. Rồi mời anh em mua chung ha. Anh em nào mà mua riêng em đang ship bình thường anh em, ok hết ha anh em ha. Rồi xin mời anh em ha. Rồi bắt đầu mình vô vấn đề chính anh em ha. Mã đầu tiên này anh em là một cái dồi nước mới nha anh em, đầu gạt gù ha. Thằng này thì nó của KVK, mới chưa xài nha anh em. Bóng loáng này nè, thấy không, sáng bóng luôn. Cái dòi này đã tầm khoảng 20, cái cũ nó tầm khoảng 9 sen, khoảng 9 sen anh em ha. Nè anh em, đó, khoảng 9 sen. Để em lấy cái thứ em đo cho anh em xem cho nó chính xác anh em ha. Anh em chờ em cái nhà, bảo tay một cái. Nè anh em thấy không, tầm 9 sen nè nha, cái dòi này tầm 20. Rồi mã 61 này đó là 420k. Thì nói chung mà tổng đơn đó nghe anh em là 350k trở lên thì em bao ship ha. Dưới 350k thì cộng thêm 20 em bao ship ha. Anh em lưu ý giùm em ha. Rồi mã 61 này là mới chưa xài ha, 420k. Mã 62 cũng vậy luôn, nhưng mà thằng này thì nó có hiệu Senay, nói chung cũng mới chưa xài luôn nha anh em. Nó cũng 420k luôn, kích thước y vậy luôn. À quên nữa, gang 21 thông dụng nha anh em, chất liệu đồng thau nha. Dày lắm nha, dày nặng lắm. Nói chung anh em xài cái này rồi là không có xài được đồ khác đâu anh em ơi, cực kỳ đã luôn anh em ơi. Không bao giờ mà gịnh nước nhỏ nhỏ, nước tỏn 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 như đồ Việt Nam mình nha anh em. Đồ chợ nha, không có gì nào nhỏ như đồ chợ đâu. Rồi, mã 62 này là 420k luôn. Còn anh em nào đó mà gắn những vị trí mà không quan trọng á thì mình muốn lắp cho nó ngợi ngợi tiền chút xíu thì mình mua cái này cũng cũ ha. Hàng này thì đã qua sử dụng, rẻ hơn, 330k nè. Kakudai nè anh em, nó logo Kakudai, kích thước là vậy luôn, ống 20, cũ dài khoảng 9 sen, găng 21 thông dụng Việt Nam anh em ha. Nói chung em bán đồ nước á, cũ có, mới có, đẹp có, xấu có, nhưng mà đa phần là em bao hết anh em yên tâm. Thí dụ như cái nào em bán mà gác phế liệu thì cái đó bán bỏ thì em không nói, còn đồ em bán ra là bao hết. Những cái nào mà gác phế liệu thì không nói nha, còn bán bình thường xấu đẹp gì em cũng bao hết anh em ha. Rồi mã 63 này là 330k anh em ha. Nói chung thì cái này đã qua sử dụng nha anh em, tại tất cả phụ kiện em đều có hết, đồ nước em bán ra tất cả em đều có hết. Gòn nè, gòn nè, gòn chính nè, gòn chính nè, gòn phụ nè, gòn phụ nè, gòn chính nè, em đều có hết ha anh em yên tâm, em biết cách xử lý hết nha anh em. Rồi mã 63 này là 330k. Bởi vì anh em nào mà mua đồ nước bên em á thì vấn đề mà gòn chính á anh em yên tâm, cái đó là em bao. Thí dụ như khi nào mà kẹt lắm á thì có thể là nó về trễ tí xíu thôi, chứ có, em có. Rồi mã 64 này thì nó xấu hơn chút xíu nha, nhưng mà ngoại hình thì nó sáng hơn, nhưng mà nó cắn nè. Đó anh em thấy không. Rồi mã 64 này đó là 310k, sáng lắm nha anh em, nhưng mà nó bị cắn nè. Nói chung mình gắn những vị trí không quan trọng thì bình thường anh em ơi. 64 này 310k. 65 này á thì nó liền lạc hơn, nó không có cắn. Đây thì 320k anh em ha. Thằng nãy là 310, này 320. Thằng này thì của MBM. Nói chung thằng Nhật thì nó nhiều hiệu lắm nha anh em, tất cả đều là găng 21 hết nha. Chỉ có cái này là găng 32 nè. Thằng dòi labo á anh em, dòi labo nóng lạnh á.
Rồi mã 65 này 320k. Mã 66. Mã 66 này là của KVK, một cái dồi một cái dồi lavabo góc hẹp anh em ha. Dồi này thì nó hơi gọn gọn nha. Nè anh em nhìn nó hay lắm nha anh em. Anh em bắt trong tường ra đúng không? Hoặc là anh em bắt cái chữ L phía dưới lên găng 21 anh em bắt lên ha. Khi anh em xài xong anh em xếp vô vậy nè. Đó. Anh em thấy không? Này gọn khôn anh em thấy không? Cái cũ này nó tầm có khoảng 6 sen anh em. Nè. Anh em thấy không? Khoảng 6 sen à. Cho nên cái vị trí mình nó rất là gọn ha. Đó anh em. Rồi. Cái phản không nè, phản không đo phủ bì ha anh em. Tầm khoảng 12 sen. Cái chiều cao mà đường nước á anh em. Em đo tới giữa tim ha. Là tầm khoảng 9 sen 10 sen ha. Cái này ít có lắm nha anh em, mẫu này xài gọn là gàng lắm, êm lắm. Anh em nhìn hình dung ha. Rồi, mã số 66 này đó là 450k. Mã số 67. Một cái dồi labo nóng lạnh anh em. Đó, thằng này thì nó gan 32. Ống nóng lạnh nè. Thì thằng Nhật á là nó xài cái nối lợi của nó ghi. Nhưng mà cái đó về Việt Nam mình thì không có xài. Bắt buộc anh em phải cắt cái này ra nè. Cái này dễ lắm anh em ơi. Thí dụ như anh em muốn em làm thì em làm cho anh em ha. Đó. Nhưng mà cái này thì nó dễ ẹt à. Anh em mà nói chung có chế cháo dọc dạch này kia đều là đều biết hết. Cái này đâu về đâu anh em. Bây giờ mình cắt cái này ra nè. Cái bắt đầu mình đi mua một ống nhựa mềm á nè. Ống nhựa mềm mà phía trong nó có găng đó. Cái mình nói ra một cái gan 21 đuôi chuột. Đuôi chuột á. Thí dụ như cái này 12 ly. Thì mình mua đuôi chuột 12 ly, găng 21, 14 ly thì mình mua 14 ly, mình nói vô mình xiết cố dê thôi. Đó, nhưng mà cái này đặc biệt ngay xài rất là bền nha anh em. Nè, của xe này nè. Đó, đồng thao viên khói, tay gạt thì bằng nhựa nha. Nè, củ này củ đồng nè. Đó, đồng hết. Đồng nè anh em thấy không, vàng ống nè, nặng lắm nha anh em. Củ này chắc nặng, đem căng thử nhiều gam ha. Nó nặng khoảng 1,4 kg đó anh em. 1,4 kg thì anh em biết chất lượng rồi ha. Đó, thì cái này dễ lắm anh em ơi, nói chung dễ lắm. Thì một đường nước vào, thí dụ như anh em nào mà không xài nóng lạnh, hoặc là xài lạnh không, hoặc là xài nóng không, thì mình vô hai đường vẫn được. Thì mình vô hai đường bình thường đó, thì nó chỉ là đường nước thôi anh em ơi. Rồi để em đo anh em tham khảo ha. Bây giờ em đo giữa tâm đi, giữa tâm tới đường nước nó xuống tầm khoảng 14 ha. Rồi cái đường nước á, cái khoảng không của độ nước này thì nó tầm khoảng 4 sen 5 sen. Mình muốn cao hơn đó anh em, thì mình về á, mình ra tiệm á, mình ra anh em cơ khí á, kêu cho anh em tặng tiện cho anh em một cái khúc thao này nè, anh em nói cái mình dặn phía dưới nè, nó cao là được chút xíu. Nhưng mà cái độ này là vừa anh em ơi. Đó, cái labo gương mặt này kia là cái này là vừa lắm đó. Rồi mã 67 này là 750k. Mã 68 này đó thì nói chung em còn được đâu hình như 4 cái hay 6 cái vậy nè, ống guộc gà. Nhưng mà lưu ý cho em nghe gan 27 nha. Găng 27 thì anh em nào thấy phù hợp hoặc là mình chế cháo được gì thì mình chốt ha. Mới chưa xài luôn nha anh em. Nè anh em, nè anh em thấy không, nè chữ nghĩa nè. Đó, thì chiều dài nó là 20 ha. Chiều dài nó là khoảng găng. Thì hai ống này đó là 80k nha anh em. Găng 27 nha, mới chưa xài nha. Em còn được đâu hình như là 4 ống hay là 8 ống gì đó. Đó, thì dù anh em nào chốt thêm thì nhắn em ha. Rồi mã kế tiếp. Mã kế tiếp này đó là một cái ly giữ nhiệt. Cái ly này rất là hay nha anh em. Nó vừa nè, anh em thấy không nè, multi toilet nè ha. Nó thép trắng nè. Nên vấn đề vệ sinh rất là tốt. Nhưng mà anh em lưu ý cho em nghe, dòng này là sản xuất tại Trung Quốc nha. Nó gia công tại Trung Quốc. Tại đa phần bình nước giữ nhiệt đều gia công tại Trung Quốc hết nha anh em. Em hỏi nó mua gì em? Dạ. Mua. Còn kêu nó chờ chút xíu. Cái dòng này hình như là nó sản xuất tại, em coi kỹ nó sản xuất tại đâu ta? Thằng này không phải sản xuất tại Trung Quốc anh em ơi. Em nhìn nhầm anh em ơi. Tại thường thường á thì em biết là đa phần là bình giữ nhiệt này là nó sản xuất tại Trung Quốc là nhiều. À, sản xuất tại Trung Quốc anh em ơi nè, Made in China nè. Nhưng mà bình này á là nó rất là hay nha. Đây để em cho anh em xem cái hay của nó nè.
Cái này là cái công năng nè, nắp nó là hai chức năng, một là nắp chặn, hai là nắp giữ nhiệt. Thì thằng này đó là nó giữ được nhiệt nóng nhiệt lạnh nè, dung tích nó tới 670 ml nè anh em. Còn cái này em chưa dịch ra ha. Rồi bên này mới chưa xài nha, nè anh em, nó có hai màu trắng và đen ha. Bữa nay thì em lấy ra màu đen em cho anh em xem. Thì anh em lưu ý giùm em, cái này là mới chưa xài hết, nhưng mà đồ bãi nó về đó anh em, trong cái sọt á nó có dướng díu với nhau nên nó có chạy xước nè ha, có cái chạy ít, có cái chạy nhiều ha. Thì em sẽ lấy ngẫu nhiên cho anh em, nhưng mà là mới chưa xài nha anh em yên tâm. Nè anh em thấy không, cái này ha, anh em để đá ha, nếu mà anh em để nắp lại ha, em bào với anh em chắc 2 ngày á. Còn mà để đá phải không, anh em mở nắp ra vậy nè, anh em để từ sáng tới chiều nó không tan nữa. Đặc biệt ra cầm là nó không có xương tay luôn nè, anh em giữ lạnh được nè, anh em giữ nóng được, mà cái dung tích lớn này anh em xài ngon lắm. Thí dụ như anh em nào mà nói chung thì thằng này là xài bên nóng lạnh là ok hết. Mới chưa xài nha, anh em lưu ý giùm em, mới chưa xài, nhưng mà lý do đó là hàng bãi anh em, cho nên nó có chạy xước là không tránh khỏi ha. Đó rồi, mã 69 này là 70k, nói chung thì em còn nhiều lắm, em lấy một hai cái em tượng trưng ha. Thì nó có gồm hai màu, màu đen và màu trắng, anh em muốn lấy màu nào nhắn em, số lượng bao nhiêu cái nhắn em ha. Thì nói chung mà 300k, 350k trở lên thì em bao ship ha. Rồi mã kế tiếp là mã 70, thì em về thêm được một bộ nữa nè. Một bộ này đó là bộ phao của bồn cầu anh em ha. Nè hình thức đó nè anh em, đó mới chưa xài ha. Hình thức đó là nè anh em, đây hướng dẫn sử dụng nè anh em. Rồi đem mở guộc cho anh em xem hết nè. Thì mã 70 này là 500k. Đó, anh em nhìn nè ha. Đây. Nói chung cái mấy cái phao này anh em xài bền lắm. Cái phao Nhật nó hay là chỗ này nè anh em. Thí dụ như anh em xài nước phải không? Anh em mà có nước lay gai hoài là cái gon nó không có hư. Anh em xài cực kỳ bền luôn. Cái gon của nó có nước vô cái nó nở ghê đã lắm. Nè, nó có ống dây nè ha. Nè, thí dụ như anh em bắt lên. Nè, găng 21 thông dụng nè anh em. Khúc này là đồng thao nè, đúng rồi đồng thao nè. Anh em bắt vô. Anh em nào nói chung cái này á, thì có một số vị trí nó sẽ vừa, một số vị trí nó sẽ phải chế nhẹ. Đó, thì tại đồ của người ta ha, cho nên mình thì cũng phải chế nhẹ, nhưng mà nó rất là bền anh em. Cơ cấu nè anh em, thấy không? Chạy lên chạy xuống nè. Nó gạt phá nè. Nè, đường nước vô 21 nè. Rồi. Mã 70 500k. Mã 71 đó là một cái giòi nóng lạnh. Cái giòi này thì nó gồm nó rửa bát nha, nó dùng rửa bát hoặc là anh em để trong nhà tắm vẫn được ha. Nói chung thì rửa bát vẫn được, nhà tắm vẫn được, bắt trong tường ra hai chân nè. Hai chân này khi mà mở tối đa đó. Cái chân này chân gặt gù anh em ha, hai chân này khi mở tối đa là nó đường kính nó khoảng 20. Thôi để em đo cái cho anh em xem dễ nhìn ha. Đó. Nhưng mà anh em đừng có chê mẫu này nha. Cái mẫu này thì nó không có hiện đại, nó nhìn thì nó đơn giản, nhưng mà bù lại nó bền lắm anh em. Tại lý do là nó đơn giản nè, anh em thấy không? Nó chỉ là khóa trái, khóa phải gì rồi nè, nên nó rất là bền nha. Bền lắm chứ, nó dễ xài lắm anh em ơi. Bây giờ mẫu này là anh em mà không kén ha, hoặc là lắp những vị trí đơn giản này thì tuyệt vời. Đó, tổng chiều dài nó tới 23 luôn anh em ơi. Nè, nhưng mà cái chân này dễ bắt lắm. Thí dụ như anh em ở nhà, đồ nhà mình có gịnh nước hay là mình muốn thay thế đó, mình thay vẫn dễ, tại lý do là cái chân này chân cơ động nè, anh em gặt lên gặt xuống đều được hết ha. Đó, ống này dài khoảng 20 nè, cái khoảng cách này ra tầm chắc khoảng 4 cm 5 cm nè anh em ha. Đặc biệt nha, những cái loại tay khóa này xài rất là bền anh em ha, của Inat nè anh em, đã qua sử dụng nhưng mà còn đẹp lắm nha anh em. Đó, nước nôi là em bao nha anh em yên tâm. Rồi mã 71 này là 850k. 72 là một cái giòi đôi, vô một nhưng mà ra hai, khoảng cách hai chỗ này là tầm khoảng 10 sen, đầu gạt gù 360 độ anh em ha. Thí dụ như anh em muốn cần hai đường nước rửa hoặc là hai người rửa đó thì mình xài cái này, nhưng mà nào nó ngay cái này nó hơi xấu, em bán rẻ cho anh em về xài ha. Đó thì thí dụ như cái này anh em xài những vị trí đơn giản cơ bản, hoặc là những vị trí mà lý thông hay dọc ngó, hoặc là anh em xài những cái ngành nghề mà tay chân mình nó bẩn nó dơ đó anh em, mình xài cái này ha. Đó thì tổng chiều dài này tầm khoảng 13 sen nè, 12-13 sen, đầu gạt gù 360 độ anh em ha. Rồi
Mã 72 này chỉ 300k thôi nha anh em. Nói chung này nó xấu nha, nhưng mà nước đâu là đảm bảo nha, yên tâm. 72 300k. 73, một cây dòi tưới sân vườn, tưới cây, tưới kiển. Nói chung cây này thì tưới kiển thôi nha anh em, tưới cây thì chắc cả 2 ngày nó mới ướt cái cây quá. Mới chưa xài nha anh em, cái này mới chưa xài. Nhưng mà nằm bãi nó dính keo nó dơ nè. Nè anh em nhìn nè ha nè. Anh em thấy không? Buộc đồng thao, mình nó thì nhôm, nhôm hợp kim. Đó. Thằng này thì nó gọn gọn nha. Em test rồi nha, thằng này test rồi nè anh em thấy không? Bền đẹp lắm anh em ơi, là đồng thao nè. Đó. Đuôi nó thì ba khớp. Thì nói chung mà ống từ 14 chứ 21 đều gắn được anh em ha. Đuôi ba khớp. Đã lắm anh em ơi. Cái này gọn gàng lắm. Đó anh em bóp vậy nè. Đó. Rồi mã 73 này là 220k. 74 đó là một cái dòi đơn, một cái dòi đơn gặt gù 360 độ. Dòi này em chưa vệ sinh, mình nó hơi ố ố một tí ha. Nói chung đã qua sử dụng nha, nhưng mà cũng còn khá thôi. Thì mã 74 này là 250k anh em ha. Dòi này tổng chiều dài của nó tầm là khoảng 13 sen, găng 21 thông dụng ha. Hiệu của nó là MEM. Nó để em quay màn hình cho anh em xem cái. Nước đâu là em bao anh em yên tâm ha, đầu gặt gù 360 độ nè. Đó. Mấy cái này anh em xài bền lắm anh em ơi, cực kỳ bền luôn. 74 250k. 75 thì nó đẹp hơn chút xíu nha, 270k, đầu này thì nó không gặt gù. Nó chỉ một đường thôi nhưng mà được cái nó dày dặn. Thằng này nó một đường thì nó cũng bền lắm anh em ơi, một đường, một chỗ á. Đó, mã 75 này là 270k, thằng này chắc tầm khoảng 11 sen anh em ha, hiệu của nó là KVK dấu vít nè anh em. Cái này anh em ha, kỹ nữa ha anh em, về á anh em mà ngâm xà bông chanh anh em rửa nhẹ nữa, sáng lần nữa anh em. Đó. Rồi, 75 270k. 76 thì cũng giống giống luôn nha anh em, 270k luôn. Đó. Đầu thì đầu gời, anh em tháo ra được nè. À quên, nó cái chén hồi nãy là chén gời đó, anh em tháo ra được nữa đó. Đó anh em thấy không nè. Thí dụ như anh em mà xài ống dây á, anh em có nói ống dây á. Anh em nói với cái này là rất là tốt nè. Đó. Ok luôn đó anh em. Còn cái này hồi nãy là nó có nói nhanh mới giặt nè. Rồi. Chiều dài thì cũng khoảng tương tương cái vừa rồi anh em ha, nó tầm khoảng 11 sen ha. Rồi mã 76 này là 270k, thằng này là hiệu Zuko, Zuko. Găng 21 thông dụng luôn nha anh em. Thằng này ít xài nha, nhưng mà nằm bãi nó bị ố á. 77. 77 đó là một cái dòi labo rửa mặt. Một cái dòi labo rửa mặt đó anh em, một cái chậu sứ nhỏ đó. Cái chậu sứ gọn gọn á, nó dạng như cái hộp mít á anh em, nó tròn tròn vậy nè, để trên phía mặt đá phía trên đó. Thì anh em xài cái này là đẹp nè. Nói chung cái này là mới chưa xài nha, nhưng mà bãi anh em về á nó có chạy xước lẫn nhau ha. Găng 21 thông dụng nè, cái chiều dài này tầm khoảng 5.5.5 cm nè. Để em đo cho anh em tham khảo nha. Cái khoảng không á, nhưng mà cái giò này nó bắn xuống như này nè. Nó bắn bây giờ em nói này nó hơi bậy nha. Bắn như chú tiểu đái vậy đó, bắn như em bé đái vậy đó. Nhưng mà mình chỉnh được nha, nè mình chỉnh nè, nè anh em thấy không nè, anh em lắp trong cái chậu hộp xoài á, chậu hộp xoài mà chậu sứ á, cực kỳ đẹp luôn. Nè anh em thấy không nè, cái tay gạt nè, cây này thì nào nói ngay nó có bị da quẹt với nhau nên nó có bị chảy xước anh em. Rồi thôi bây giờ em đo là kích thước ha, tổng chiều dài tới cái giòi này nè, em đo giữa tâm đi nữa nó khoảng tầm 8 sen. Cái khoảng không này thì nó tầm khoảng 6 sen, 7 sen ha. Tổng chiều dài của nó nè, em đo tới cái rãnh này đi ha, tầm khoảng 13.5. Rồi, mã 77 này là 480k. 78 là một cái dòi, dòi này thì dòi đơn. Nói chung ngoại hình thì nó cũng trung bình khá thôi anh em ơi, nhưng mà chức năng thì hoàn hảo nha. Thì em để anh em 200k thôi. Cho nên anh em xài những vị trí đơn giản được rất là bền nha anh em. Mấy cái dòi nhật này, nè, tổng chiều dài nó tầm khoảng 12 11 năm nha anh em. Đó, rồi mã 78 này 200k. 79 này đó là anh em, cái dòi này khá đẹp nha. Của con KVK nè, đầu gạt cụ 360 độ. Đã qua sử dụng nhưng mà còn khá đẹp. Rồi, 79 này là 270k. 80. 220k. Nó có luôn cái đầu nối máy giặt nè. Anh em không xài thì anh em mở ra ha. Đó. Đầu nối nhanh mặt kia đi của Nhật luôn á. Có nhớ lắp sẵn luôn đó nè.
Rồi, 80, 220k. 81. 81 này đó là một cái khóa tổng, hoặc là anh em làm cái khóa tổng được nè, làm cái giảm áp được nè, làm một cái khóa dòi đơn được luôn ha. Nè, găng 21 thông dụng nha anh em, này thì đã qua sử dụng nhưng mà cũng còn đẹp lắm nha. Thì cái này 200k anh em ha. Hiểu đó nè anh em. Cái hiệu, cái logo này thì em không nhớ hiệu gì nha, nhưng mà dấu viết của Nhật nè. Đồng thao nguyên khối nè anh em thấy không? Dày nặng lắm. Chữ hình chữ L ha. Rồi, mã cuối cùng này là mã 81 này là 200k anh em ha. Rồi, em cảm ơn đã dành thời gian xem clip của em nha. Rồi, chào tạm biệt anh em ha.